hình như Nga cung cấp lại năng lượng cho châu Âu rồi sau khi tổng thống Mỹ tuyên hả? Nói chung mở nhẹ cái đường ống đi qua Ukraine á. Chút mà. Không có động thái lớn các bạn. Động thái lớn là bây giờ Nga ra Ukraine á, Ukraine tuyên bố là giải phóng 1000 km lãnh thổ. Theo mình thấy cái đó là lớn đó, tại 1000 km nó không nhỏ đâu các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh này 2000 mấy km thôi. Đúng không? Giải phóng vậy là cũng khá rồi đó các bạn, nếu mà đó là sự thật nha. À, Mỹ luôn bài trừ Nga vì sợ Nga làm trùm châu Âu đúng không anh? Trùm con khỉ. Sao trùm được? Mấy em nói chuyện có tình có lý một chút xíu đi. Nhiều khi mấy em cứ Nga hoài, anh cũng quý Nga, anh cũng rất là thương nước Nga, dân tộc Nga, con người Nga. Anh cũng đặt tình cảm cửa đó mà mấy em chơi pháo đại không à. Nói chung mà sống biết người biết ta, nói chuyện có tình có lý mấy em. Quá, GDP đang có 10.000, em nói trùm phát một anh xiển liễn luôn. Sản phẩm thế giới thì không có một cái gì hết trơn á, vũ khí với dầu khí không. How to trùm. Mỹ mà mất châu Âu thì Mỹ mất vị thế số 1. Câu này có vẻ đúng. Nhưng mà châu Âu, Mỹ nó không mất châu Âu đâu. Mất. Sao Mỹ mất châu Âu được? Mất thôi các bạn. Là how to mất. Cái này nó còn vấn đề về bánh răng nữa. Châu Âu nó có thể giận hờn Mỹ, gọi là buồn bã Mỹ. Nhưng mà giờ bỏ Mỹ ở với ai? Đừng nói bỏ Mỹ qua thiên triều nha. Không có chuyện đó đâu. Nên các em bớt ao ước lại giùm anh cái. Châu Âu tung 500 tỷ trợ cấp năng lượng, nguyên châu Âu luôn hả? Nguyên châu Âu luôn, hai nước nào chứ giờ mỗi nước một kiểu chứ, mấy nước nghèo nghèo chắc xin mấy nước giàu nữa chứ. Tiền đâu trợ cấp cái đó. Ủa có thiệt ta? Châu Âu tung 500 tỷ đô trợ cấp năng lượng. Không, cái này thấy cũng nhiều á. Nhưng mà có một số bạn sẽ nói ồ mũi 500 tỷ nhầm nhò gì nữa nè. Nhầm nhò so với ai? Ừ, sẽ có một số bạn nói vậy luôn á. Rồi xong rồi mấy bạn sẽ chơi tiệc chiêu cuối. Rồi xong rồi cái gì trợ cấp xong rồi tăng thuế lên, bóc lột người dân. 500 tỷ mà ít sao, Nga bán một năm EU có 180 tỷ thôi. Thằng Anh nó hỗ trợ nhiêu đó. Hồi kỳ anh hỗ trợ 65 tỷ đó, anh bót lên anh nói cái kia nó chơi ít. Quá trời vậy đó mấy em, nói chung giờ xã hội nó vậy trời. Thôi à. Chỉ có một cái trẻ trâu có đông hơn người thường. Mấy 65 tỷ đô nó chơi ít. Nó nói là mỗi người được nhiêu nữa. Trời ơi, ông nội tính gì má. Chia đầu người ra. Cái gì nó cũng được đó. Nghĩ khỏi hết nói kệ bà đi, mệt quá. Triều Tiên ra dự lực cho bục hạt nhãn trước. Đọc tin này rồi đúng không? Rầu quá bạn ơi. Tối ngày hạt nhãn hạt nhân hoài. Anh Duy xem video về cư dân vùng Kharkov chào đón quân đội chưa? Em xem mà khóc cùng họ luôn. Hồi nãy có thằng em nó gửi rồi. Thì anh mới vô nói nó. Giải phóng người ta mừng đúng rồi ba, chứ không lẽ giải phóng người ta buồn. Thổ Nhĩ Kỳ thuộc NATO sao lại binh vực Nga vậy anh? Vậy mới hài vậy. Nói chung là NATO nó có này có kia mấy em hiểu không? Nhưng mà em nhớ một điều là Thổ Nhĩ Kỳ không nằm trong EU nha. Nga mạnh vậy không ăn được Ukraine hả anh Duy? Thì anh nghe mấy bạn kia nói là Nga đang thả mấy em. Tức là Nga đang thả tép bắt tôm, mấy bạn kia nói là Nga đang quýnh Ukraine, quýnh dẫn dởm thôi để cho châu Âu á hỗ trợ cho Ukraine để châu Âu nghèo, từ đó châu Âu sụp đổ luôn. Châu Âu sụp đổ vậy thì Nga tiêu diệt châu Âu không cần tiếng súng. Đó, anh nghe mấy bạn kia nói vậy thấy cũng có lý đó mấy em. Thông minh thế nha. Tại vì bây giờ á là viện trợ vũ khí cho Ukraine nhiều quá thì bên châu Âu hết súng hết đạn. Dạ. Mà hết súng hết đạn thì phải làm súng làm đạn, mà làm súng làm đạn thì phải tăng thuế người dân, tăng thuế người dân dẫn tới sức cùng lực kiệt, đất nước bị bankruptcy luôn em. Dạ. Gì Ukraine bắt hai ông Nga mặc đồ trung tá nhưng nay xuất hiện nhiều hình ảnh rất giống ông bị bắt đầu trọc là trung tướng, có thể chạy cố và thay đổi quân phục. Nhưng đây là một người cấp cao nhất của Nga bị bắt sau World War II. Cái này thì anh không tin lắm đâu em. Thật sự anh không tin này đâu em. Nó có nhiều lý do làm nó tạo ra sự mâu thuẫn trong suy nghĩ. Thứ nhất là cấp cao á là ta ở nhà ta điều quân. Giống như Gia Cát Lượng, ta nằm ở nhà ta điều quân chứ đâu ai ra chiến trường cho bắt ngon vậy. Rồi thêm một cái nữa, cái người tướng đó mấy em. Em có thấy hình ảnh của Trương Hợp không? Trương Hợp bị vây trước vạn quân. Lúc đó là Ngụy Diên mở ra một cửa hướng nam cho Trương Hợp bỏ chạy. Trương Hợp bỏ chạy từ cửa hướng nam, lúc đó là Khương Di nghe lời Gia Cát, Khổng Minh đi mai phục 500 cung thủ trên ngọn đồi. Xong rồi khi mà Trương Hợp chạy tới ngọn đồi đó, Khương Di mới nói rằng ông hàng hay là không hàng, nhưng với sĩ khí của một người tướng ngút trời từng đi theo phò Tào Tháo, Trương Hợp nói không hàng.
đúng không? Tướng là phải chết trên lưng ngựa, tướng là con cái dũng của tướng. Chứ cái này anh cũng cảm thấy nó khá là mâu thuẫn, thấy không? Nó hình ảnh đó thấy nó lạ đó. Nên lúc đó đó là kể như là ông Trường Hợp, ông Nguyễn Thành Nhiếm luôn á. Ông Nguyễn Thành Nhiếm luôn, nhưng mà rõ ràng là cái hành động của ông là anh dũng, hành động của ông là đáng bị tướng. Rồi thời thế chiến á, nó có samurai nữa. Samurai từ Nhật. Nó những vị tướng người ta khí thế ngút trời chứ. Chứ cái còn anh coi video rồi, ông nào á, ông bị bắt rồi xong ông quỳ gối kiểu bị trói tay đồ nhìn. Nên cái này thì các bạn cứ đấu tranh cãi qua cãi lại thôi, nhưng mình chưa tin mà chừng nào Nga công bố đi mình mới tin nha. Thấy khi tướng gì đâu dễ bắt như trời. Cái gì mang quân đi xâm lược bị vậy là đúng rồi. Không, ông nói phủ quá ông. Cái chuyện xâm lược mình không bàn ở trong content này, ok. Nhưng mà tướng mà ông nghĩ sao trời? Tướng là general, đúng không bạn? Chơi game á, tướng là tướng. Nên cái này vẫn là gì đó tranh cãi. Thì tất nhiên các bạn có chứng cứ, các bạn tôi cũng đâu nói là đó là không đúng đâu. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ là personally và in my view thôi. Tôi thấy nó vậy đó. Nó có hai lý do tôi không tin. Một là tướng là điều khiển computer đồ này nọ, sa mạc đồ chứ tướng nào ra đó. Còn cái thứ hai nữa đó là giờ tướng mà lỡ mà thất trận á, thì chúng ta làm một cái hành động tôn vinh để cho lính lát đồ nó mất sĩ khí. Gì à, Andrew Tea là gì? 1 triệu phú ở Mỹ nói rằng các công ty dầu ở Mỹ đã lobby chính quyền không cho phát triển đường sắt cao tốc. Vì làm vậy sẽ chạy xăng ít lại. Lobby chính quyền dễ ăn lắm, thằng kia nó biết lóp hả mày? Giờ ví dụ như giờ mày nói là mấy công ty dầu ở Mỹ nó lobby chính quyền thì giờ công ty đường sắt nó cũng lóp vậy. Rồi có vấn đề nó bùng nổ rồi quốc hội ai lóp cho nổi? Mày có thể lóp cái sai không? Hiểu không? Nên lobby nó cũng nằm một cái ngưỡng thôi mấy em. Lóp vừa vừa thôi, chứ đâu phải nào cái sai lóp thành cái đúng. Nhưng mà giờ tự nhiên làm đường sắt cao tốc bên Mỹ làm chi? Nó nàng nào nói câu này là chả hiểu kỹ khô gì về Mỹ. Một tay che trời. Bây giờ tôi bao nhiêu ông Việt Kiều đây nè, tôi hỏi làm đường sắt cao tốc bên Mỹ mấy ông đi không? Hay đi. Ông đi không? Nó giờ từ ở California mà lên Las Vegas vấn bài đó, tôi cho ông option đường sắt cao tốc ông đi không? Mấy ông đi không? Mấy ông ở Cali nhiều lắm nè. Từ Cali lên Las Vegas vấn bài có cái đường sắt cao tốc đó đi không? Lấy vé nhiêu ta? $300 thôi. Lấy vé $300 một cuốc đi không? Chạy xe hơi cho khỏe đi làm chi? Ví dụ như cái đường sắt đó đó, nó chạy được cho là 250 đi. Cho là 300 luôn đi cho nó sốc. Dạ. Cho nó 300. Vậy thì nếu mà nói đi đường sắt á, nó nhanh gấp 3 lần. Đúng không? Nó sẽ nhanh gấp 3 lần so với đi xe hơi. Xe hơi chạy 100, nó chạy 300, đồ chịu chưa? Rồi ra thứ nhất là tiền vé 300 đô. Thứ hai nữa lên trên đó đi bằng gì, đi bộ hả? Không hiểu gì về Mỹ hết. Cái đó là mới nói gần gần thôi nha. Còn giờ từ bên Texas đi qua Cali nè, đi gì? Đi đường sắt không? Chắc nó ấm đầu nó lắm luôn hả? Xa quá xa. Không hiểu gì về Mỹ hết. Thường thường mấy không hiểu gì về Mỹ đâu, mà ăn chuyện Mỹ tiếu lắm. Vé máy bay 85 đường sắt 300. Vì máy bay 85 rẻ vậy cha. Bay từ Cali qua Las Vegas hả? Máy bay đâu 85 rẻ ông ảo mà. Người cha nội này chuyên gia bơm giá xạo quá mấy em. Anthony đừng tin ổng về giá. Anh Duy đánh banh dữ lắm luôn hả? Ghê mày. Nói 300 hơi mắc, lấy rẻ 150 thôi chắc cũng không đi luôn chứ đừng nói. Hồi lấy 150 thì tình cảm hữu nghị, chịu chưa? 150 đi không? Rồi xong rồi á, tại vì Mỹ nó thực dụng lắm, làm lỗ nó làm chi? Nó đâu cần đẹp mấy bạn. Thằng Mỹ á nha, nó không bao giờ cần mà nhìn nước, nước mày ngon đẹp, giả kỳ bỉ quá vậy, không cần. Cái đó nói thiệt. Cái đó là cái điều mà tôi chơi với Mỹ lâu rồi, tôi làm ăn với Mỹ tôi cảm nhận được điều đó. Thằng Mỹ nó không cần bạn nhìn vô đất nước đó, bạn thấy nước kỳ vĩ, không cần, cải tạo. Đi xuyên bang nhanh tiết kiệm đi máy bay, còn không thì thêm vấn đề đi road trip. Car để enjoy ngắm cảnh, đường sắt cao tốc sẽ không có đủ market. Đúng, đồng ý. If road foul thì sao biết road nó foul hay không foul? Thì tôi cứ chạy thôi, dụ như đường bên Mỹ nó cũng lượn lượn này nọ kia, đâu có phẳng lì đâu đúng không? Mình chạy tới chỗ đó nó sụp cái bóp một cái, tất nhiên không bị gì hết trơn, bị hư cái mỏ thôi. Cái mỏ nó bị trầy nhẹ hay bị bể miếng mũ hay gì đó, hay lên xuống dốc cầu á, mấy cái đoạn mà xuống dốc cầu vượt á, xuống nó bụp một cái không, ví dụ vậy thôi. Chứ còn ở bên Mỹ đỡ một cái là không có leo lên vỉa hè đậu nữa, không sợ bị ca gồng.
bảo hiểm mình trả tới 300k. Thôi ông nói chuyện lý thuyết thôi ông nội. Ông nói chuyện lý thuyết thôi, cha nội này nói chuyện lý thuyết lắm em. Ví dụ nè, giờ tôi ví dụ bảo hiểm bà trả 300k là có chứ không có. Là như nè, thí dụ như ông nội này đi nhậu về, mình dùng chứ đi nhậu cho vui thôi. Hay nói chung là ông chạy xe mà lúc đó thì vui mưa đi tạt vô mặt nhìn không rõ đồ. Cái ông bay vô cái cục đèn cái bùm. Phát một xe của ông cháy. Cái ông lăn lăn lộn lộn ra. Đó, xong rồi xỉu nằm bụp đó, xong rồi đập đầu cục đá bóp. Đó, xong rồi em luôn ăn tới hú, cứu 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 hú hú đi vô bệnh viện nằm. Bây giờ nó chia làm hai cái. Một là cái xe có bao nhiêu tiền. Thí dụ cái xe có 100 ngàn. Nhưng mà thời điểm của ông bị tai nạn nó cũ rồi. Nó định giá 50 ngàn, nó đền ông 50 ngàn. Còn dư 250 đúng không? Còn dư 250 ông vô nằm bệnh viện. Ông bị hôn mê 1 tháng. Bác sĩ truyền máu rồi truyền chất bổ dưỡng đầy đủ hết. Rồi ông tỉnh lại. Ông đi bộ vòng vòng được rồi. Mà ông chưa hết nha. Tới lúc đó bảo hiểm nó báo hết tiền rồi con. Giờ nằm nữa thì ối tiền vô. Còn không đi về đi. Nó xong bác sĩ vô hỏi bác sĩ bệnh em về được chưa. Bác sĩ nói á, là về được rồi nhưng về được. Dạ ai biết tiền mày ha, mày còn được. Tiền mà nằm nữa mày không tiền thì mày về chứ bệnh mày giờ hết nguy hiểm rồi đó. Bị tai nạn mà đã đi lại được này kia là tức là hết nguy hiểm đó. Rồi dạ, nếu mà còn nguy hiểm là khác, còn này nó hết nguy hiểm rồi cũng dạ. Nó về uống thuốc chứ về đi xa lăn. Đó tình trạng là vậy đó. Bảo hiểm sức khỏe trả tiếp, trả cái búa. Cái nào cái đó lo thôi, ông đòi những cái chuyện mẹ sao xạo. Mấy này tôi gặp lắm ông ơi. Còn bình thường cái bảo hiểm xe thì nó trả tiền xe thôi. Nhưng mà tại vì cha nội này bị nặng nó phải trả thêm tiền bệnh viện nữa. Nó cũng đuối càng. Rồi xong rồi tháng sau nó bán bảo hiểm ông gấp 3 lần. Vậy thôi à. Nó đợi năm cứu đó xong bảo đảm bảo hiểm ông tăng giá gấp 3 lần luôn. Bình thường ông mua 500 ngàn tháng, giờ tăng lên 1.500 một tháng. Cái gì cũng có giá của nó thôi à ba, đừng nói chuyện một chiều. Ông nói chuyện một chuyện lùa gà con thôi à. Nó nói tóm lại chơi vừa vừa thôi, đừng chơi nặng với bảo hiểm quá hiểu không. Ví dụ như mấy cái cây hit and run này nọ kia, đụng móc đuôi đồ á thì ok bình thường. Còn mà chơi mấy cái cây mà nằm mà tính mà tiền trên 100 ngàn rồi xong rồi. Thí dụ giờ không cần bị bệnh, ông bị hư cái xe thôi, ông không sao cả. Ví dụ mới mua xe Tesla ở trong hãng ra, ông chạy đụng cái đèn bùm cái banh cái xe luôn. Hoặc là ông ra đường bị ta đụng đi. Ừ, ông ra đường bị ta đụng cái bóp. Ông bị trất đụng. Trất đụng banh Tesla luôn. Tesla đúng rồi, kêu là gì? Total loss. Ok, total loss là cái như banh xác rồi đó. Thì thằng bảo hiểm định chiếc Tesla mới cho ông. Nó ghim ông đó. Ông năm sau mua bảo hiểm tăng giá lên. Mặc dù không có lỗi gì hết. Thí dụ như ông nói chuyện xe trất trả là cái chuyện mà xe trất nó sai thì nó mới trả. Còn giờ lỗi cưa. Ông hư đó cũng hư. Hai ông lỗi nào cũng có lỗi hết á. Cưa ra chia sẻ ra bảo hiểm của ông nó không phải trả. Nó trả tăng giá lên vậy thôi. Còn bây giờ ông cãi sao để cho bảo hiểm của thằng kia nó ngu trả hết thì ok ông ăn. Vì xe trất đụng mình hả? Ủa chưa nói hết ông. Thí dụ như xe trất đụng ông nhưng mà ông chạy ngược chiều. ông này ngây thơ các bạn. Ừ, ví dụ xe trất đụng ông mà giờ ông chạy ngược chiều xong lúc đó ông lại overmind nữa. Ồ nhiều tội lắm cưng. Chưa kể có uống rượu không nữa đó đền ngược lên xe trất. Anh Di nói chuyện hay quá, cái gì anh cũng giải thích được. Không, mấy em bên đây cãi lộn lại anh đâu. Mình không bao giờ chạy ngược chiều, thôi mệt quá ông ơi. Lý thuyết nó đang ví dụ nói ơi. Rồi lúc đó ông đang nghe phone của bồ ông 3 triệu, đòi ông 3 triệu mà nói thôi tháng này em lỡ ấy rồi này anh cho anh 3.500.000 đi. Ông nói thôi anh nói em 3 triệu, giờ 3 triệu. Hai đứa cãi lộn mất tập trung, đụng xe trách chịu chưa. Cái cây đó chịu chưa, hay là vượt đèn đỏ đó, tới cái đèn đỏ đó ông thấy không thì bị lỗi stop đi dễ rồi. Ví dụ tới ngã tư đó có stop, ông lỗi stop ông quất người ta, hai đứa đụng cái bum ngay ngã tư luôn rồi chịu chưa. Cái cây thực tế bên Mỹ nè, khỏi cãi nha. Rồi ví dụ như giờ tôi hỏi ông, giờ ông đụng xong rồi đó, cái phone nó văng mất tiêu rồi, ông lương được không? Chú anh tôi đi. Sao được, giỡn hoài, mày thằng kia nhìn thấy mà. Cái thằng mà đụng nó nhìn nó, ê cái top này của tao sao mày đi. Tao thấy đó mày đang nghe điện thoại đó. Đúng không? Nó ra tòa nó sẽ cãi. Thì mày nghĩ coi bây giờ ok ông quan tòa ông xử được không?
Ông xử được cái đúng cái thời điểm đó là ông đang nghe điện thoại không? Mặc dù cũng chối, mà chối một cái nữa, bảo hiểm double cover những gì, cover những cây như là customer tập gym bị tai nạn, diễn ra gì có, không bao giờ có đó. Cover, cover cháy nhà ông ơi, bảo hiểm cháy nổ. Chứ đâu còn cái chuyện mà khách tập gym tai nạn, đâu có ai bán bảo hiểm ở đâu khu mua. Bảo hiểm nó mua ở đâu? Cái đó là bảo hiểm tai nạn của khách. Khách tức là khách, người ta phải có bảo hiểm tai nạn, tự người ta mua thôi. Ví dụ tai nạn là ra đường sụp ống cống hố ga gì đó, hay là bị tạ đè hay gì đó, không biết mấy cái cây đó người ta có cover hay không. Thiệt ở Việt Nam tôi chưa biết cái chuyện đó luôn hết nha. Thí dụ giờ đó nó tập rồi nó mất tập trung mà tạ đè nó, lỗi tại nó. Rồi bảo hiểm có trả không? Chưa thấy luôn á. Chứ tôi thấy ở Việt Nam nhiều ở đâu gì mấy bạn tập gym bị lỗi tay, lỗi chân, trật khớp vai đồ bình thường, đi bỏ thuốc về dưỡng 2-6 tháng tập nữa. Nên cái bảo hiểm nó thật sự nó có, nhưng mà nó chưa mức độ phổ biến đâu. Như Tú nè, bị cảm cúm vô bệnh viện quất luôn, chứ chắc nó có bảo hiểm mà nó cũng không xài đâu. Đúng không? Tức là ở đây là gì? Có người có, nhưng mà cũng có người ta không cần mua luôn. Người ta tự bỏ tiền túi ra, tại chi phí y tế nó rẻ. Chi phí y tế nó rẻ, nó không như bên Mỹ. Ví dụ như ở đây bạn bị sốt đi, xong rồi vô bệnh viện này nọ khám, rồi xong rồi bác sĩ chẩn đoán sốt, chích thuốc, dạch mông nó chích một phát, một tỉnh tỉnh, về bán gói thuốc về uống thôi. Cùng lắm 1 triệu bạc quay đầu. Cùng lắm 1 triệu bạc quay đầu à. Nên cái đó các bạn chưa sợ, nên các bạn sẽ chưa mua bảo hiểm. Và thậm chí có những bạn mua bảo hiểm người ta cũng không xài luôn đó. Tôi thấy nhân viên tôi có mấy đứa bảo hiểm đó, nó vô nó cứ đi mua thuốc trả tiền thôi à. Đi khám tư lum la luôn. Ở Mỹ bảo hiểm trả hết cho ai tập gym. Ở cái này không biết à. Tức là chủ tập gym mua hả? Thì sao chú nói rõ đi chú anh tôi. Ồ thằng chủ tập gym mua bảo hiểm cho mấy ông luôn hả? À vậy cũng good, đỡ phải tốn tiền mua bên đây phải mua mấy cái đó. Ủa lãng vậy, tự nhiên cái chuyện nó tập tầm bậy, nó bị tai nạn mình phải mua. Ồ man hài, này hơi vô lý á. Rồi mua đại vậy đó hả? Tức là trong phòng mấy trăm khách kệ nó, cứ mua đại gói vậy thôi gì. Sao mà không có lời ta? Tiệm nail cũng có bảo hiểm, có tiệm trả tiền triệu. Tiệm nail bảo hiểm gì? Ủa tiệm nail bảo hiểm gì má, tôi thấy cạo nail bây giờ cắt cho móng người ta thương lượng không à, chứ bảo hiểm gì? Ồ, cha nội nói chuyện lý thuyết hơi cao à. Xã hội của ông chắc xã hội của Nam Quy Đế luôn, chứ không phải Mỹ luôn rồi đó. Tôi là Mỹ chưa bao giờ nghe thấy cái trường hợp như vậy. Ừ. Giờ, chưa thấy bao giờ. Chứ tôi thấy mấy tiệm nail tôi biết là ví dụ như quất vô móng khách phát một là thương lượng đó. Ừ, tặng voucher cho mày vài bữa đi, đồ này nọ kia. Chứ bảo hiểm nào lo trời. Em tập gym, em cũng tập gym bên Mỹ mà sao em cũng không biết. Ai biết mà ông nói chuyện cao quá. Ông nói chuyện cao cấp quá. Nhiều khi ông cũng dẫn mình đi lắm em. Lâu quá mới thấy anh, ngày nào anh cũng like hết em. À, mốt có nhậu kéo qua nhà chú Anthony nha. Ví dụ như đánh nhau sức đầu mẻ tráng thì bảo hiểm nhà chú Anthony lo. Ê bậy rồi mày. Cái này nó bậy quá à. Thí dụ giờ vợ của Anthony bưng đồ nhậu ra mà trượt chân, rớt nguyên mâm vô đầu em. Thì lúc đó đó bảo hiểm nó mới đền. Còn tự nhiên em đi quất đầu mẻ tráng bắt đền. Ở Mỹ người ta có trách nhiệm mà đường. Ừ có trách nhiệm mà đường. Đó, thiên đường Mỹ trong lòng Anthony. À, nếu người bị nặng quá over 100k thì mình phải trả thêm tiền túi của mình. Cho nên nếu càng giàu thì càng phải mua cover càng cao rồi tắt. Vậy thì ủa chứ không phải là ví dụ như cái thằng nó bị nặng quá trên 100k. Nó bị nặng quá trên 100k rồi xong rồi mình trả 100k phần còn lại bảo hiểm của nó trả. Ủa mà sao kỹ ta, vụ này ngộ nha. Thí dụ giờ ông Anthony không có cái nhà đi, có thằng kia ổng đủ thằng kia vô nhà chơi, thằng kia bật bóng đèn lên rồi tái máy tay chân điện giật. Mà trong khi thằng kia có lỗi thì sao? Tức là hành động mày mở đèn lên tao chưa cho phép. Mấy cái này nó ảo lắm, nó cải tới luôn á chứ. Ảo ma đúng không? 10. Mấy ông đưa ra mấy cái giả thiết tôi thấy khùng điên sao đâu á. Thực tế chắc nó không xảy ra mấy em. Ngàn năm có một.
Ví dụ như giờ thằng nào phải có bảo hiểm tai nạn hết, thì tự nó mua bảo hiểm tai nạn cho nó, nó ra đường gặp tai nạn bảo hiểm nó cứ trả thôi, chứ không lẽ giờ tự nhiên nó đi ra đường rồi xong nó đứng trước đó đường vỉa hè gọi điện thoại cái đèn đường rớt trúng đầu nó không phát mà không, rồi xong rồi phải đi kiện cái công ty làm cái công ty mà làm đèn đường đó, cái công ty đó đền hả? Đúng rồi, công ty điện đền. Ừ, đi kiếm nó đi, xong rồi nó ghi rõ ràng chỗ nguy hiểm. Ừ, kiếm nó đi, cảnh báo mà vẫn đâm đầu vô đúng không? Ghi rồi ở cái cột điện nó có, ở cái cột đèn nó có cái hình tròn kìa, có hình tròn dày hai mắt dày hoàng dày, xong rồi dày chéo. Tại sao giờ băng lại không cho vay mua bất động sản nữa anh? Theo sao giá đất không xuống như anh, sao dễ xuống được em? Xuống chung cư, xuống căn hộ thôi chứ đất sao xuống được em? Vì theo anh máy bay nông nghiệp có phải là tương lai cho nông nghiệp Việt Nam không anh? Maybe em. Tại vì trước sau sòi cũng phát triển thì mấy chuyện đó nó bình thường. À, anh nghĩ sao về lương đầu người ở VN, khi nào mới dân mới giàu được? Cái chuyện nó lớn không em? Em nghĩ cái chuyện khi nào em giàu trước đi em. Trẻ trâu VN đông quá thì nguy hiểm đúng không anh? Thật ra thì nói chung trẻ trâu đông quá là nước Việt Nam mình chậm phát triển. Cái thứ hai nó xấu hổ với quốc tế thôi, chứ cũng không ảnh hưởng gì lắm em. Tại vì mấy con trẻ trâu nó trong ao nó thôi, đâu đi đâu đâu ảnh hưởng gì. Nhưng mà nhiều khi á, làm ra những cái hiệu ứng này nọ nó không đẹp á thì mất hình ảnh thôi. Đi ngoại giao nó hơi khó. Giống như ở nhà các bạn có cha mẹ đi ra ngoài làm ăn kiếm tiền, thằng con nhà nó phá làng phá xóm nó đốt không rồi, thì cũng ước gì không có thằng đó. Anh nghĩ gì về ngành công nghệ ô tô? Nói chung ra cũng sửa xe này nọ thôi, chứ giờ công nghệ ô tô nghe ghê vậy. Công nghệ ô tô làm gì? Con trai không nên đeo gì thấy đẹp nhất? Công nhận á, em vô diễn đàn anh biết nhiêu lâu rồi, em nói câu này là anh chịu nhất luôn á. Em nói câu này là anh thích nhất luôn á, anh không thích đeo. Anh thích cảm giác chân thật. Đó. Công nhận em nói câu này là anh chịu nhất luôn, chứ em bắt đeo là anh chán liền.